Ở đây thì nhà phát hành thẻ Mastercard và ngân hàng Stonegate của Mỹ vừa công bố đã hoàn thành kết nối để du khách Mỹ là chủ thẻ Mastercard có thể sử dụng thẻ thanh toán tại Cuba. Trong tuyên bố mới nhất của nhà phát hành thẻ Mastercard và ngân hàng Stonegate của Mỹ, các khách hàng Mỹ là chủ thẻ của liên minh này giờ đây có thể sử dụng thẻ để thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ ở các cửa hàng, khách sạn, nhà hàng tại Cuba. Liên minh này trở thành nhà cung cấp dịch vụ thanh toán qua thẻ đầu tiên ở Cuba sau thời điểm hai nước tuyên bố bắt đầu bình thường hóa quan hệ. Cũng theo tuyên bố của Mastercard và ngân hàng Stonegate, có khoảng 10.000 cơ sở kinh doanh tại Cuba có thể chấp nhận thẻ thanh toán của liên minh này. Vì máy ATM chỉ có thể được vận hành tại Cuba từ năm 2016 nên hiện tại các du khách Mỹ mới chỉ có thể sử dụng thẻ ghi nợ để thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ tại đảo quốc này. Trước đó hai nhà phát hành thẻ là Mastercard và American Express đã kỳ vọng đưa thẻ thanh toán của mình vào thị trường Cuba với sự hợp tác của các ngân hàng tại Mỹ. Sau đó Ngân hàng Stonegate 10 năm tuổi ở Florida đã trở thành nhà băng tiên phong sẵn sàng đương đầu với rủi ro để bắt tay với nhà phát hành thẻ Mastercard thúc đẩy thanh toán điện tử.